Thưa sư, theo con được biết một số người rất thần tượng và tôn sùng Osho vì cho rằng ông liên quan tới Phật. Con đường ông đi cũng hao hao ngày. Liệu điều này có đúng không và sư có nhận xét cá nhân gì về vị Osho này không? À, hồi xưa, tức là cái hồi mà sư không nhớ, sư từng có đọc một cái quyển sách của thiền sư Osho, nhưng mà do lâu quá rồi cho nên là sư không có còn nhớ nữa. Nhưng mà nó có một cái đường liên kết này. Trong cái đạo Phật ngày nay đó, có một cái bài viết, suy nghĩ lũ gì nên đọc. À, cái tiêu đề, muốn xem hết cái bài viết thì nên xem cái tiêu đề. À, nó có một số cái điểm, số cái điểm cần lưu ý. Về cái đường lối, đây nè, à đây, gì đọc thấy không? Đây, cái phần bao đen. Trên phương diện hành trì, giáo lý của Phật chủ trương diệt dục vì dục là nguồn gốc của khổ đau và luân hồi, thì Osho chủ trương ngược lại. Ông đề cao dục, ca ngợi dục, quảng bá dục, nhất là tình dục, yêu và tình dục. Ông dành nhiều buổi thuyết giảng về tình dục và viết nhiều quyển sách nói về dục. Ông chỉ dạy kỹ thuật giao hoan nam nữ cho dài lâu. Nên lưu ý đây là điểm quan trọng trong quá trình truyền đạo của ông, là đường lối hành trì để hành giả đạt đến giác ngộ giải thoát, đến Niết Bàn hay Thượng Đế của cái gọi là giáo lý. Đạo sư Osho xin trích đoạn. Thôi bây giờ sư đọc cái này thì ngại quá, không gì tự đọc ha. Đây, mất công sư lại dướng vào cái gọi là truyền hóa văn bao hóa phẩm đồi trụy, thì đó là lý do. Và nếu mà sư không có tìm hiểu sâu thêm, không tìm hiểu sâu thêm về cái vị Osho này nữa, và quý vị muốn biết rõ hơn thì vui lòng thôi. Rồi đây, đây cái tên đầy đủ của bài viết ha. Đấy, cẩn thận khi xem sách hiện hiện tượng Osho. Và do cái vấn đề là vị thiền sư này đi ngược lại với giáo lý của Đức Thế Tôn, cho nên là sư không có lý do gì để mà phải tìm hiểu thêm nữa, bởi vì như vậy đủ rồi.